Gia đình các bạn có những diện tích trồng rau không quá rộng, các bạn cần một chiếc máy nhỏ gọn, dễ dàng thao tác, phù hợp với tất cả chị em, bà con, cô bác đều có thể sử dụng được một cách dễ dàng, thuận tiện. Thì đây là một trong những lựa chọn tốt nhất của quý vị các bạn. Xin giới thiệu với các bạn nhân vật chính trong video ngày hôm nay, đó chính là chiếc máy xới đất Mini Isuki 25. Đây là một chiếc máy hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, nhưng mà các bạn có thể thấy tình trạng của nó còn rất đẹp. Như con này thì thậm chí mình có thể đánh giá nó đẹp lên đến 90%. 90% nha các bạn nhá. Đối với cái thị trường máy xới đất ở Việt Nam hiện nay, nếu mà các bạn muốn mua máy mới ấy, đối với những cái dòng mini như này rất ít lựa chọn. Đa phần những cái dòng máy xới ở Việt Nam bán mới thì công suất nó sẽ dao động từ 5 cho đến 6 HP, nhưng mà chiếc này nó dao động công suất chỉ tầm 2,5 HP thôi. Tuy nhiên đối với máy Nhật thì các bạn biết rồi, công suất ghi trên máy như thế nào thì hiệu suất thực tế nó như vậy luôn. Giống như những cái xe nó ghi 1,5 tấn nó chở có thể lên đến 1,5 tấn, 2 tấn, nhưng dòng Trung Quốc thì nó sẽ ghi công suất một đằng và thực tế nó là một nẻo. Chiếc này nó đáp ứng hoàn toàn những cái yêu cầu đấy, dòng này chạy cực kỳ hay luôn. Xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được tình trạng của chiếc máy này như thế nào, tình trạng của nó ra làm sao, đẹp không. Rồi, đây là chiếc Isuki 25. Nghe cái mã thì các bạn cũng có thể đoán nôm na được cái công suất của nó đúng không? Isuki 25 cực kỳ đẹp nhá. Các bạn nhìn hộp số này, hộp số cực kỳ ok luôn. Phay sới này nó còn chưa hết sơn của cái liềm phay cơ. Các bạn biết rằng khi mà đối với những dòng máy sới ấy, khi mà đối với cái lưỡi sới này thì nó sẽ sơn một cái lớp gọi là lớp như kiểu là chống rỉ ấy, để bảo quản. Và khi các bạn sới thì cái phay này nó chém xuống đất thì nó sẽ bị mất cái lớp sơn đó đi, và nó sẽ mất tác dụng chống rỉ và nó sẽ bị rỉ. Và đây các bạn thấy được, cái này nó chém xuống đất cực kỳ ít, những cái lớp sơn ở bên trên này nó vẫn còn rất là nhiều, vì vậy nó không bị rỉ hết. Đấy các bạn thấy không? Và tất nhiên rỉ này rỉ bề mặt thôi nhá, nó không bị mọt, không bị mối. Thì các bạn thấy bản dao phay này còn rất là dày, hộp số cực kỳ đẹp luôn. Rồi anh em có thể thấy tem mác này, con này chạy dây đai Sakura nhá, dây đai Sakura và tem mác đây Isuki. Mã của nó là KM25, con này chạy cực kỳ hay luôn. Những phần áo nhựa ở những cái khớp nối này để che để cho nó đỡ rỉ nó còn đẹp nguyên như này cơ mà. Khung sườn này anh em nhìn màu như kiểu màu nhũ ấy, cực kỳ đẹp luôn. Sơn này sơn zin 100% nhá. Nếu mà các bạn thấy bất kỳ chi tiết sơn lại mình tặng máy luôn. Tặng máy luôn. Thế cho nó vuông đúng không ạ? Rồi động cơ của nó là động cơ Isuki này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Động cơ chính xác động cơ Kawasaki. Này. Khóa xăng này, lọc gió này, hộp số này. Con này các bạn lưu ý nhá, không có cơ chế số. Con này các bạn bóp côn là chạy thôi, máy cực kỳ nhẹ. Dòng này xới rau này, làm vườn, làm bãi, làm hoa màu cực kỳ ổn luôn. Các bạn dùng những chiếc như này thì miễn bàn, cực kỳ đẹp. Đây là cái phần tay lái này, nó có thể điều chỉnh phù hợp với thể trạng. Các bạn thấy máy này, mình đứng cạnh này, rất là ổn luôn, cực kỳ đẹp, con này quá đẹp. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với điện máy Mỹ Sơn nhá, giá công khai luôn 5 triệu em này. 5 triệu cho chiếc máy KM25 của Isuki này, 5 triệu nhé. Nếu các bạn nhu cầu mua hàng thì liên hệ với chúng tôi. Đã quan tâm và theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những cái video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi hay đăng những cái sản phẩm mới, chất lượng tốt, giá thành hợp lý để cho các bạn nhanh nắm bắt được, biết được cái tình trạng hàng để mua hàng. Đúng rồi, nhớ bật chuông thông báo nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.